Cảm ơn chị Bạch Dương. Nhắc đến Huế thì người ta thường nhắc đến những giá trị xưa cũ như là lăng tẩm hay đền đài. Và đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta tìm hiểu về môn nghệ thuật graffiti. Welcome one more time to Hazard Cake Radio. Today, Payne, Black Modern and Cram will be telling us the story of three parents giving advice to their children. Enjoy the show, son of a fucking bitch. Gọi phương nằm là liệt là vì đêm tối chỉ còn ta miệt mài. Khi ta đói cũng được, không khói cũng thường hướng. Ra ngoài cứ nghẹt là đi, ta chết mọi việc kết cục rất khét. Xin hết lục đục tắt đèn hết nhé. Không có cũng được, có cũng được chiếm. Do cũng được chiến lược đất ép vào hồng. Thằng nào nằm xuống, thằng nào thì nằm xuống. Khi bầu trời kia buông xuống của đất này, thằng thì quỳ xuống, thằng vẫn còn ngồi uống. Ngó lấy trời là bao la kim sa mà có. Bởi thằng mà đang ngủ theo ta mà hút con mẹ mày đi. Họ nghe thì đường ở trên kia đeo ca là tên mày nó kêu tích tên mày. Trên này tao thấy ốc sơn này bò lên đây đây. Địch mẹ nó cố để vượt lên trên thầy. Nhưng có trên đời là bao nhiêu câu ca mà có. Bên mình là bao nhiêu lâu la mà có. Cũng được mà không có cũng được. Biết có bởi thằng còn đang lo sâu xa mà thôi. Tao biết mẹ cái bạn ngại do tao giết. Tao biết chắc 100% là vì cái tao nhắc được thôi. Chỉ do tao viết, tao biết hết từ câu vào trong đầu. Mày nợ ngập đầu, mày giấu đã bao lâu nay. Giấu thật sâu, tên đâu có ai biết. Địch mẹ mày nói cho to như cánh khiết. Đừng có nói láo, ở đây của tụi tao biết hết các lỗ. Anh em mày đi đến và cả đến tối. Mày đi về đường nào, tao biết tiền vàng nhà mày giấu ở đâu. Xóm nhà mày có thằng nào là giàu. Biết con vợ bé thằng cha mày đang giấu. Chuyện mày nói láo, ông biết chút hồi lâu. Vậy mày đường nào, vậy mày đường nào. Thấy tin tưởng hết, vậy mày đường nào. Rap là chơi trên đỉnh đầu đến chết cùng đích. Tao biết đến lúc nhường nhà, biết mày rồi, biết mày rồi. Biết từ lúc mà hay còn nằm nồi. Tao biết lúc lớn, tao biết lúc trồn. Địch mẹ lúc giấu, tao biết có lúc hồn. Vì sao mày của anh do đầy đủ. Không lo học bài, cứ lấy tiếng là ăn cây. Thầy cô giảng bài thì mày có chăm chú. Cô xin con đâm thú, cô cần phải bằng dây. Lỗi là tại mày, phải quay cây mầm ngậm cu. Suốt cả những cãi vậy, ai nuôi mày lớn, ai dạy mày. Con thương mày không hết, ai rảnh người dạy mày. Tao biết mày rồi, biết mày rồi. Biết từ trước khi báo mày khả sinh. Biết cả từ lúc ông cha mày cả tình. Biết rõ quá trình mà hai người thủ tinh. Biết cả gia phả mày có mấy anh em bà gì. Biết cha ông cậu thích ăn nem. Thằng con cô chính năm trước phải đi lính chỉ trụ của bà. Ta có vì lũy tên sau biết rất rõ, biết rất rõ. Biết cả lý do tại vì sao mày khúc cỏ. Biết số tiền đẹp mày cây chấu và cầm chưa cái tên chưa và cây thương mày đi cầm tên rút chỏ. Biết cả thằng Hảo con bà bán gạo và cái sống gạo trên chân lộn mày tiền sáng. Biết cả lần đầu mày va chạm mày không đóng một điện thoại khi tao cứu gì mày sao có tiền hán. Tao có quyền phán, tao có quyền la, tao có quyền chăm mà tao cũng có quyền tha. Tao có quyền đập mày bầm dập tới mày hư nhưng mày tới còn chấp hành những điều kiện tao truyền ra. Tao không quan tâm như mày kỹ, biết điều này dễ. Cái thằng ông con cái tao khờ. Đầu anh thứ tóc, gái anh thứ nhóc, muốn hơn được tao hơn bao giờ. Tao biết chắc mày quên để tao gắt mày nên đi đường tắt mà lên là tới gốc. Nhưng mà nếu mày rớt là ao này rớt quốc là sao? Có khi đó là lúc mày mới khóc. Không chịu thua trước cho mày một ngày tồi. Mày coi vào vàng để kèm tao mới mốc ăn nói hỗn hào. Nói chung đã ổn nào là từ tác phong xếp y cho tới tóc sau. Mày không ngoan giống thằng Toàn vừa hát hay học giỏi của cô Phượng. Sau mày không ráng xong đàng hoàng gặp người khó khăn thì phát ta vô lượng. Suốt ngày bỏ học rồi trong chơi, bỏ học rồi trong chơi. Hút cần như sông hơi, lũ chân vào sông nơi. Tối tăm ngục tù, không lối thoát, không giới hạn mà cũng không nói khoác. Không nói thật vì mày còn khối thật xấu xa. Giấu cha sao được cơ đối khác. Con ngoan mày cho cha giáo dục. Con dục một phần là tại bà. Con la cà tất cả là tại má. Sao tao biết hả? Hả? Vì tao đã Sài Gòn Việt Nam. Tao dùng sức để bước qua biết bao vùng đất.
Mọi người thấy đâu về một thằng đi cùng nhất mưa lất phất mấy con trùng đất cùng bùn đất từ những nơi ở tầng cùng nhất đều bị sởi lên từ cái đất trên cánh đồng nước nẻ nơi mưa chưa từng dứt sáng tiện nói con trẻ giờ đây định mức bằng vật chất qua các câu nó mang hình thức tao mất chất vì nếu thế tao sẽ là anh hùng. Bắc mày đại diện là theo cách lên TV và quảng cáo cho Apple. Xin mày, nếu đã xác định là diễn viên thì xin nhớ hãy đóng sao cho tốt nhờ. Cả năm không đến một bản hip hop solo. Chụp ảnh mặt ngầu như mặt non lại ô tô. Hay là ở chỗ mẹ lúc nào cũng bồ bồ cho nên thấy lũ MC mày thành diễn viên ổ mộ ngạc. Hà Nội rap này có bọn tao và Hà Nội rap này có bọn tao. Chúng mày đang muốn làm sao? Giấu điều gì sau lưng bọn tao? Hà Nội rap này có bọn tao và Hà Nội rap này có bọn tao. Muốn vượt qua đôi mắt bọn tao. Trước hết tụi mày phải cao. Yeah, yeah. On est là ouais, on est des Français. Yo, même, tu sais qu'on est des tarbés énervés. Yo, y'a des Germanies, y'a le Vietnam aussi. Toi-même, tu sais, toi tu ris. On est là ouais, complètement. Ça se passe comme ça, même t'as vu, même si je mens. Yo, moi je suis yellow, j'suis pas en vélo. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ici, y'a pas de métro. On est là ouais, fais du bruit ouais. Vietnam, when I say Viet, you say Nam. Viet, Nam. Vietnam, ça se passe comme ça, j'suis pas super. Même.